Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình tiếp tục đến địa điểm cũ, đó là nhà của anh Trường, để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai tàng nha quý vị. Xin chào Trường. Rồi, chào Tấn, chào mấy cô, mấy chú, mấy bác, mấy anh chị. Nay thì em có về mấy cây mai tàng giao lưu với mấy anh chị, mấy cô chú. Mấy cô chú coi được cây nào thì alo em cái đó. Số điện thoại của em là 0868635363. Em ở An Phú Trung, Ba Tri, Bến Tre. Ship hình thức ship thì em ship 200 km. Có cây tàn ở trển thì ship tại giao lưu tại nhà. Có một cây tàn sẽ giao lưu tại nhà. Dạ. Còn tất cả những cái cây còn lại là mình sẽ ship 200 km. Dạ. Rồi mình vào cây số 1 quý vị ơi. Rồi, cây này cũng khá là cao nha. Rồi nè, cao khoảng bao nhiêu em? Dạ, cây này cao khoảng 1m7. Rồi, khoảng 1m7. Dạ. Rồi, tán ngang của mình khoảng 1m hơn ha. 1m hơn. Hơn. Rồi. Cái này mình có kéo xuống. Này mà mới này dảo nha. Dảo hả? Dạ. Cây này cây dảo vậy, khi nào quay cây nào cây dảo hay là cây, là mai thường em báo nha. Dạ. Như là cái này dảo hết, chỉ có một cây thường. Nguyên lô này dảo hết hả? Dạ. Chắc nha, báo chắc nha em. Rồi. Có còn bông nè. Rồi à, quý vị mà mua mà năm sau mà trổ bông không dảo là bắt đền nha. Không à, là bắt đền nha. Rồi. Đây. Quạnh nha. Quạnh gì cái này? 37. Rồi 37 quạnh quý vị ơi. Dạ. Rồi. Để đây quý vị ơi. Rồi, giá nhiêu em? Dạ, cái này em giao lưu giá 3 triệu 8. Rồi, 3 triệu 8 nha quý vị. Dạ. Một cây mai dảo. Rồi. Rồi, xuống cây. Rồi, mình qua cây số 2. À, cây số 2 đây quý vị ơi. Một cây dảo luôn. Rồi. Cao khoảng nhiêu đây em? Cây này cao tầm 1m8 anh. 1m8. Rồi. Để mình quay tay cành cho quý vị xem nha. Rồi em cứ quay đi, anh cứ mạnh này nấy quay. Mạnh này nấy quay. Quay. Rồi, được rồi, dừng lại được rồi. Rồi, cho cái quành luôn. Cái này quành 32, 33. Rồi, 33. Rồi, 33 quý vị ơi. Đây, để đây quý vị ơi. Mặt bên đây cũng khá là đẹp nè. Dạ. Bên kia thì yếu, yếu. Rồi. Đây cũng có hai cái này. Rồi, giá nhiêu em? Cái mã số 2 em. Cái này giao lưu với giá 2 triệu rưỡi anh. Rồi, 2 triệu rưỡi nha quý vị. Dạ, là một cây mai dảo luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, cây số 3. Dảo luôn ha em. Dảo luôn ạ. Rồi, tiếp tục là một cây mai dảo nha quý vị. Này chắc là dảo Thủ Đức ha em. Dạ. Rồi, cho chiều cao luôn Trường ơi. Cao khoảng 90 anh. Rồi, cao 90. Rồi, em quay một vòng nha. Rồi, cho quý vị xem tay cành ha. Rồi, cho quành luôn. Rồi, vị trí trên đó đi. Dạ. Là 37. Dạ. Rồi, để đây. Dưới góc thì mình chắc 4 mấy à. Rồi mình đo ngay đó được rồi. Rồi giá cây này nhiêu em? Dạ em nhiêu luôn cây này 3 triệu. Rồi 3 triệu nhân quý vị. Rồi xuống cây. Rồi xuống cây luôn. Rồi anh chủ cây phụ khiên lên anh chủ cây ơi. Rồi coi được không?
Rồi mã số 4 này giảo luôn không em? Dạ không, cái này mai thường. Rồi mã số 4 mai thường quý vị ơi. Rồi em phỏng phỏng cái chiều cao em. Cao là khoảng 2 mét ạ. À, cao khoảng 2 mét. 2 mét ngay mặt cắt. À, tính ngay mặt cắt ha. Dạ. Rồi em quay đi em. Rồi được em. Rồi cây này là mà mai thường năm cánh của mình nha quý vị. Quanh 34. Rồi 34 quý vị ơi. Dạ. Rồi để đây quý vị. Rồi xem dòng đế. Đây cũng có rồi cắm luôn. Rồi. Rồi cây này mình giao lưu giá bao nhiêu tự? Dạ cái này cũng giao lưu 3 triệu anh. Rồi 3 triệu luôn quý vị ơi. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 5. Giảo không em? Cây này giảo anh. Rồi. Máy giảo luôn nha quý vị. Tiếp tục là một cây mai giảo quý vị ơi. Rồi em phỏng cái chiều cao trời. Cây này phải 1m6 anh. 1m6 tính mặt cắt ha. Dạ. Chứ từ mặt cắt lên thì nhánh kia cao còn một mét mấy nữa đó. À hơn. Rồi, rồi em dừng lại em. Rồi dừng lại được rồi. Để anh quay. Ở đó các bạn quay nó tự quay. Đây là cây mai giảo nhưng cái gì? Cây này tàn cũng đều. Này nó kéo ra. Kéo ra. Điều phát luôn. Rồi, cho anh cái hoành luôn. Ba mươi bốn. Dạ. Có bị cắn không? Anh thấy cắn. Đau lại. Nhìn cắn cái cục bên kia. Rồi. À, thấy cắn cái cục. 33 quý vị ơi. Dạ. Cắn cái cục kia hết phần ha. Đây, rễ này. Rễ này liệu. Rồi, cái này em giao lưu giá nhiêu em? Dạ, cái này em giao lưu giá 42. 4,2 triệu. Dạ. Rồi xuống cây. Cây này cũng là một cây mai giảo luôn. Rồi mai giảo luôn. Rồi mình cao khoảng nhiêu em? Cây này cao khoảng mét 50 á. Cao khoảng 1,5 m ha. Dạ. Rồi dừng lại đi em ơi. Cây 1,5 m là tính dít cắt nha quý vị. Dạ. Còn cành tàn đây quý vị. Đây cành tàn cũng đều. Đều quá nè. Để mình đi xây quanh kia, bên kia nó có sáng hơn nha. Rồi. Hồi mình quay bên đây cho nó sáng một xíu. Quanh ở vị trí này là 36. Rồi, rồi mình kiểm tra rồi. Rồi 36 quý vị ơi. Rồi để đây quý vị. Đây luôn. Đây cũng đều. Con xè nè ha. Dạ, xè. Này là giảo luôn ha em. Dạ mày giảo anh, chỉ có một cây nữa vậy thôi. Lâu này là giảo không ạ? Giảo không luôn. Rồi giá em. Dạ cây này em giao lưu giá 3,7 triệu. Rồi 3,7 triệu nhưng quý vị mã số 6 nhưng quý vị. Rồi xuống cây. Cây số 7. Rồi lên cây. Rồi cho anh chiều cao luôn. À, 1m7 nha quý vị. Tính ngay dít cắt ha. Rồi dừng lại em ơi. Để anh quay từ trên xuống cho quý vị mình xem luôn này. Giảo luôn phải không? Dạ, cái này giảo luôn. Mỗi lần quay cây mình phải hỏi cho kỹ nha quý vị. Dạ, để người ta để mấy chú mấy cô mấy bác quên à.
Dảo luôn. Cây này dảo luôn. Tay cành đây. Kéo lên cho cái gì xem là ở trên. Rồi, chân cái hoành luôn. Ba mươi mấy đây? 38 yếu. Là tính 37 nha em. Dạ. Rồi, để đây quý vị. Cũng lực đó ha, để cũng cộng lại lực. Dạ, lực không ha. Để lực. Để xẻ đều luôn nè. Rồi, cái này em giao lưu giá nhiêu? Dạ, cái này em giao lưu giá 4 triệu. Rồi, 4 triệu được cái mè dảo luôn. Dạ. Bao ship luôn. Rồi, bao ship luôn. 100 km. Xuống cây luôn. Rồi, số 8 đâu? Cây số 8 cũng là một cây mè dảo sang quẹt mặt. Xe ra ngoài đây một xíu đi để họ đụng cái trong kia. Lên cây. Cây số 8 này cũng là một cây mai dảo. Số 8 tiếp tục là một cây mai dảo quý vị ơi. Rồi, cho phỏng chiều cao em. Cây này chắc khoảng 2 mét à. Khoảng 2 mét chiều cao ha. Rồi để em nghe luôn, để anh kéo xuống ha. Cái dảo nhìn cái gì? Rồi cho cái hoành luôn Trường ơi. 35. 35 yếu một xíu. Dạ, yếu. Tính 34. Dạ, rồi 34. Rồi, để đây. Ủa, để này cũng lực không. Thế có một vết thẹo nha quý vị. Có một vết thẹo. Giang hồ chém. Đây. À, đây giờ dừng. Dạ. Này thẹo này cũng cứng nè. Xử lý rồi. Không sao. Rồi cây này giao lưu giá như. Dạ, cây này giao lưu giá 4 triệu luôn. Rồi, 4 triệu luôn quý vị. Rồi. Rồi, xuống cây. Sao đi ngược ngược à? 7 rồi 8 rồi 9 khép ngược rồi vậy? Sao không đi liên tục? Đây, ức phỏng phỏng chiều cao em ơi. 2,5 mét không em? Tính cho đọt cắt ở trên á. Khoảng 2,5 mét nha quý vị. Còn tính cái đọt cao hơn nữa thì chắc còn giữ nữa. Đây, này dảo luôn ha em. Rồi, tiếp tục là một cây mai dảo nha quý vị. Nay đâu sưu tầm đâu dảo quá trời luôn ta. Nay sưu tầm đâu được dảo nhiều quá nè. Hôm qua có thời gian đó mẹ. Thời gian kiếm mấy cây dảo rồi. Rồi, cho cái hoành luôn. Nép nép người qua bên kia Trường ơi. Bên kia để anh lấy sáng bên đây em. Rồi, 34 hoành. Rồi, để đây. Cũng được. Đế này hơi bị yếu nha. Rồi, thấy có cái, anh thấy có ngon không? Có bị, cái tay xách luôn nè. Bị dính nè, bị hồi đó nó bị áp em. Áp thân. Rồi, cái này giá nhiêu em? Dạ, cái này em giao luôn giá 1,8 triệu. Rồi, 1,8 triệu quý vị ơi. Có được một cây mai dảo luôn. Xuống cây luôn. Cây này để dành chi tàn. Về xử lý lại ra tàn. Cây số 10. Được rồi. Rồi, cho anh phỏng. Rồi, dảo luôn. Rồi, cho anh phỏng cái chiều cao luôn, ngay vít cắt ha. Rồi, ngay vị trí đó. Khoảng 1,2 m em. 1,2 m ngay chỗ vị trí vít cắt. Dạ. Từ vít cắt lên thì còn có đọt khá là cao.
Rồi dừng lại em ơi, để anh kéo từ từ xuống. Đây, cái đọt nó đây quý vị. Đây là những cái vết cắt của cây mã số 10 phải không em? Dạ. Mã số 10, vết cắt này đây là quý vị, đây là một vết cắt to quá ta. Lấy một thân. Rồi, cho anh cái hoành luôn. ba mươi chín yếu là tính 38. Rồi để đây quý vị ơi, cái này để ở ngàn lực à. Cái này giá nhiêu em? Dạ cái này em vô luôn với giá 4,5 triệu. 4,5 triệu luôn quý vị ơi. Cây mày giáo luôn, một cây mày giáo luôn. Rồi xuống cây luôn, giáo về là khỏi cần ghép. Để vậy xử lý tàn ra tược nhiều là chơi luôn. Rồi mã số 11 quý vị. Cây mai giáo. Tiếp tục là một cây mai giáo. Rồi cho anh chiều cao luôn. Cao này cao hơi bị nhiều à. Thấp luôn á. Cao khiêm tốn không? Mã số 11 nha quý vị. Cao khoảng 52. Cao 52 quý vị. Lá cũng rất là xanh tốt đây. Dạ. Rồi đây, hồi nó tính quay cái giếng nước ngọt với em, không có giếng nước ngọt là hồi này đuối luôn. Rồi, họ giới thiệu giếng nước ngọt được rồi, khỏi quay. Giới thiệu luôn cái giếng nước ngọt, không có giếng nước ngọt mà nổi. 27 yếu, 26. Rồi. Rồi, một vòng đế luôn. Con cộng nhỏ nhỏ đó, đây cũng con cộng nhỏ nhỏ luôn. Rồi giá nhiêu em ơi? Dạ cái này vô giá 1,5 triệu quý vị ơi. Mã số 11, một cây mai giảo luôn. Xuống cây. Em nép người qua bên kia từ nè. Bên kia qua. Rồi mã số 12. Rồi cho chiều cao luôn. Cao khoảng 1m05. 1m05. Rồi để đó. Đây chi cành đây. Cây này cũng già cây dữ nha. Dạ cây. Rồi cho cây vành luôn. Vành nó 32. 32. Rồi để đây. Để giống bàn tay, giống chân chứ. Quá là nhiều ngón luôn hả? Nhiều ngón quá. Hướng con và hướng bên kia. Rồi vậy bàn chân mà, này cái gót mà. 2, 4, 6, 7. 8 ngón. Đây, 3. 7 bên đây là 7 nè. 7 ngón à. Đây là cái ngón. Rồi. Bên đây là gót chân. Giá nhiêu em? Dạ cái này 1,5 triệu anh. Rồi xuống cây. Lâu đó không? Rồi còn 2 cái mini này. Thôi hả? Thôi. Cái số 13, 14 nhưng mà em sẽ bán một cặp. Bán một cặp. Dạ, ba bán lẻ cho mọi người dễ dễ dễ, dễ chơi em ơi. Rồi ai mua lẻ thì bán lẻ. Bán lẻ là dễ chơi em ơi. Dạ. Rồi. Rồi số 13. Số 13. Đây. Em vô đi ngay cây 13. Số 13 rồi đấy. Để rồi cao về cho cái phôi này coi. Cao này chắc 3,5 m à. Cao này khoảng 3,5 m hả? Con bớt hả? Trời cao nữa đó. Nó rộm quá, để cao không chi nhiều. Ớt, rồi cái hoành coi. Hoành em. Để dưới đây lo đâu luôn hả? Để sao có bằng quay không? Để đâu quay để dưới đây. Ok nữa cao quá tôi đánh. 25. Có bằng quay không lo đưa lên bằng quay mà để dưới đây mình đi quay. Okay, giá okay, nhiêu okay. Đây giảo không? Cái này cái giảo luôn, thấy giảo góc luôn. Thấy góc 5 cái rễ đều ren luôn. 1, 2, 3, 4, 5 cái rễ luôn. Chia thành 5 hướng luôn. Giá luôn. Dạ cái này em vô luôn giá 1 triệu. 1 triệu luôn. Rồi qua cây 14 luôn. 14 tiền cũng hơi lắc. Dán lắc hơi dán lắc. Rồi tàn này bị cắt trụi bớt rồi. Rồi cao như em? Chắc khoảng 2 mét. Khoảng 2,5 m.
Rồi. Quanh mini, quanh 22. Rồi, quanh mini luôn. Cây này dảo luôn không em? Dạ, dảo luôn. Dảo luôn hả? Rồi, rút thước rồi em nén qua không qua. Rồi, để đây. Mời quý vị đếm cộng nha. Đếm cộng. Đếm ra được bao nhiêu cộng nha. Rồi, cây này giá bao nhiêu em? Dạ, em giao luôn 800. 800 ngàn. Cây mai dảo về mua về khỏi ghép luôn quý vị ơi. Về xử lý cành tàn đặt lại là chơi luôn. Rồi. Rồi. Bây giờ mình lên trước quay hai cây mai. Mai trước nữa không còn? Còn hai cây phải không? Hai cây mai tàn trước nữa là xong rồi. Rồi đi, mời rồi đi luôn ha, đi theo luôn nha. Cũng gần nên đi theo luôn quý vị ơi. Giao đặt cây đó giao rồi. Đi đi đi. Rồi hai cây tàn. Rồi cái này em. Số 15. Đây số 15 cũng là cây tàn dảo luôn. Là một cây mai dảo luôn quý vị ơi. Còn xe, chắc nha, báo dảo là phải chắc nha. Đây. Cây này cao khoảng bao nhiêu đây em? Mấy? 2 mét. Rồi cốt chánh ngay đây bây giờ quý vị ơi. Cốt chánh đây. Chánh ở đây ha. Rồi mình kéo từ cốt chánh xuống nha quý vị. Rồi cho cái hoành luôn Trường ơi. Rồi, né qua một bên. Vâng, để xử lý cái này lên coi, nhìn cho thấy coi. Đây có cái ghế nè. Rồi, thấy rồi. Rồi cái này anh giao lưu giá nhiêu Trường? Dạ cái này anh giao lưu 5 triệu, không bao ship, giao lưu tại nhà. Cái này là 5 triệu là giao lưu tại nhà nha quý vị. Cái này không có ship nha quý vị, giao lưu tại nhà. Rồi qua cây 16. Cây mai dảo. Tiếp tục là một cây mai dảo luôn. Dảo tàn luôn. Rồi. Rồi cao nhiêu đây? Rồi, rồi cao khoảng 2 mét, tầng ngang khoảng ngang khoảng 2 mét luôn đi. Cao 2 mét. Rồi mình tiếp cái cốt chánh nha quý vị. Đây cốt chánh đây, lắc kéo xuống đây này quý vị ơi. Lắc luôn nha. Lắc kéo xuống đây này quý vị. Rồi sao cắt đang nhánh rồi. Không cái nhánh nhỏ à, qua nó có khúc ở đây chứ không. Tao cắt cái đó hết nhánh rồi. Rồi, quanh nhiêu đây? Xong rồi nép qua bên nha. Dạ. 33 rồi. Rồi để mình nép qua bên rồi. Quanh 33, đừng né né qua. Quanh 33. Một cái mai tàn dảo luôn. À, cây tàn dảo này giá bao nhiêu em? Dạ kêu luôn 5 triệu. Mà cây này em định để chơi nên có thể là chiều nay em vô chậu để em tước lá tước bông nha. Nên bây giờ có thể quay thấy cây như vậy. Mà bữa sau giao cho nó ủa sao cây tụi lũi. À, có ngày chiều nay sẽ tước lá. Dạ tước lá tước bông cho nó không mất sức. Em vô chậu.
anh em có giao lưu thì giao lưu ông ấy thì em để em chơi. Rồi cây này thì cho chủ cây định để chơi. Nếu mà bạn quý vị nào mua thì bạn trường bán. Dạ. Còn không mua thì để chơi. Chiều nay em tước lá tước bông nghe, để mốt giao cây thấy tụi lũi luôn á. À, chiều nay tước lá tước bông. Dạ. Thì có dáng thế lắc quay cái dáng cây là biết rồi. Rồi còn không em? Dạ hết rồi em tức. Rồi quý giá mình tới đây là kết thúc rồi quý vị ơi. Thì trong quá trình xem cây, quý vị nào chưa bấm đăng ký nhớ bấm đăng ký ủng hộ mình em quý vị. Còn khi thích cây nào muốn giao lưu thì alo trực tiếp cho trường nha quý vị. Số điện thoại của trường mình để trên tiêu đề. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào video tiếp theo. Rồi, chào. Yeah.